Chào này, một trong những yếu tố quyết định giúp mình thành công là sự tập trung. Nhưng mà như Nị cũng biết đó, để tập trung trong một thời gian dài thực sự là một việc rất khó. Thì bài hôm nay cô sẽ chia sẻ cho Nị một số cách mà cô đã áp dụng thành công để tăng sự tập trung. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho Nị nha. Đầu tiên, tập trung được chia thành hai loại. Một là tập trung phân tán, tức là kiểu làm nhiều việc cùng một lúc đó Nị. Hai là tập trung có định hướng, tức là chỉ tập trung vào một việc trong một thời điểm nhất định thôi. Tập trung phân tán có ưu điểm là tiết kiệm được thời gian, nhưng nhược điểm là không việc nào hiệu quả cả. Vì để chuyển từ một công việc này sang một công việc khác, não mình cần thời gian thích nghi, nên việc chuyển đổi qua lại giữa nhiều việc sẽ khiến não không thực sự tập trung vào một việc nào cả, và do đó chắc chắn sẽ xảy ra sai sót. Giờ lấy một ví dụ nha. Mình đang học bài thật chăm chú, đột nhiên có một người nào đó bấm chuông cửa. Có phải là sau khi ra mở cửa, nói chuyện với người đó một hồi, rồi quay lại bàn học, thì cái trạng thái tập trung của mình lúc này nó không thể bằng được cái giai đoạn trước khi chuông cửa reo đúng không? Mất một lúc mới có thể tập trung lại được. Lấy một hình ảnh khác để dễ hình dung nha. Não mình là một cái máy tính, phần cứng thì có hạn thôi. Khi mình mở một phần mềm nào đó lên thì thường máy sẽ mất một lúc để loading, thì rồi mới mở được. Nhưng mà nếu mình mở nhiều phần mềm cùng một lúc thì sẽ dễ bị treo máy. Nó cứ loading hoài, cuối cùng phần mềm nào cũng chậm, cũng lắc hết trơn. Nên để tăng hiệu quả công việc, lời khuyên đầu tiên là tập trung vào một việc duy nhất thôi. Để làm được vậy thì mình cần phải hạn chế những cái khoảnh khắc sao nhãng bất ngờ như cái chuông cửa reo lúc nãy. Và Nị biết không, một cái chuông cửa mà lúc nào mình cũng mang theo bên người đó chính là cái điện thoại. Tin nhắn, thông báo, cuộc gọi, tất cả những thứ này nó sẽ cắt đứt cái dòng tập trung của mình và khiến não mình mất rất nhiều thời gian để có thể quay lại cái sự tập trung ban đầu. Do đó, để không bị làm phiền, hãy để điện thoại xa tầm tay của mình ra. Ngay cả khi mình đã tắt hết thông báo, nếu như mình còn thấy cái điện thoại thì vẫn có khả năng mình tò mò rồi mở nó lên. Nên là khi cần tập trung, hãy kiếm một cái ngăn tủ nào đó gần đó rồi bỏ nó vô. Tắt hết thông báo để đảm bảo là mọi thứ im lặng. Dĩ nhiên là sẽ có những cái khoảnh khắc bất ngờ như là chuông cửa reo nè, hay là ba mẹ gọi đi ăn cơm nè. Mấy cái đó thì không có tránh được, nên mình chỉ có thể cố gắng hạn chế những thứ mà mình có thể kiểm soát được thôi. Lời khuyên thứ hai để tăng sự tập trung là chăm sóc bản thân. Ngủ đủ giấc, 7-9 tiếng một ngày nè. Ăn đủ chất và vận động cơ thể. Không cần phải chạy 21 cây số mỗi ngày đâu nha. Chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng hoặc là tập vài bài yoga cho máu huyết lưu thông là được rồi. Vì theo nhiều nghiên cứu, khi vận động thì cơ thể sẽ tiết ra dopamine và các chất dẫn truyền thần kinh khác để kích thích não bộ làm việc hiệu quả. Thì cái chuyện ăn ngủ cũng vậy á. Đau bụng và buồn ngủ là hai yếu tố khiến mình không thể làm gì khác được luôn đó này. Nhiều khi có những cơn buồn ngủ mà bản thân không có cách nào chống lại nổi. Hoặc khi ăn trúng một cái gì đó mà đau bụng đi, kiểu như là toàn bộ năng lượng trong người nó bị rút kiệt luôn. Lúc đó kể cả những công việc đơn giản nhất mình cũng không làm nổi, nói gì tới những chuyện học hành lớn lao. Còn ăn uống thì cũng ăn vừa phải thôi, không nhất thiết phải ăn cho thật no. Vì căng da bụng, trùng da mắt, người xưa có nói rồi đó. Ăn no xong là buồn ngủ, nên là ăn gì nhẹ nhàng, lành bụng như là rau quả rồi cơm thịt bình thường thôi là được rồi. Không cần phải quá cầu kỳ nhưng cũng không nên cẩu thả ăn bậy ăn bạ hoặc là nhịn ăn đến kiệt sức. Rồi, lời khuyên thứ ba để tăng sự tập trung là phải rèn luyện nó như một kỹ năng. Một trong những cách rèn luyện hiệu quả là sử dụng phương pháp Pomodoro. Cô sẽ để link của cái video hướng dẫn ở bên dưới nha. Nói tóm tắt cái phương pháp này là mình sẽ tự chọn ra một khoảng thời gian tập trung, ví dụ như trong 25 phút đi. Sau 25 phút này mình sẽ có 5 phút nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục một đợt tập trung mới 25 phút. Cứ tiếp tục như vậy, sau khoảng 4 đợt tập trung thì mình sẽ có một đợt nghỉ dài hơn, thường trong khoảng 30 phút. Rồi lại tiếp tục một đợt Pomodoro mới như vậy. Thì thời gian này có thể thay đổi tùy mỗi người. Có người là 15 phút, nghỉ 5 phút. Có người làm 30 phút, nghỉ 10 phút. Mình cứ thử nghiệm rồi chọn cái khoảng thời gian nào phù hợp với mình nhất là được. Và một lời khuyên cuối cho những lúc nghỉ ngơi là nghỉ ngơi ở đây không có nghĩa là lướt Facebook hoặc là xem mấy cái clip ngắn drama kịch tính đâu nha. Vì những nội dung này nó không hề thư giãn chút nào đâu, tin cô đi. Mà nó còn ngược lại kích thích não bộ mình làm việc nhiều hơn đó. Cho nên hãy tìm đến những cái thứ nhẹ nhàng, thư giãn, ví dụ như là ngồi thiền, hít thở hoặc nghe nhạc nè,
đi bộ nhẹ nhàng, ngắm trời ngắm đất, thay vì đắm chìm vào một mớ những thông tin phức tạp khác. Giống như việc mình chạy bộ đi, sau nửa tiếng chạy mệt lử rồi, mình sẽ đi bộ và hít thở nhẹ nhàng. Chứ đâu có ai muốn chạy xong mà giờ giải lao còn phải nhảy dây thêm 1.000 cái, hít đất thêm 500 cái đâu, đúng không? Nghỉ ngơi không đúng sẽ khiến cơ thể và não bộ kiệt quệ, dẫn đến việc sau khi quay lại học, mình sẽ dễ bị mệt mỏi và mất tập trung hơn. Rồi, giờ tóm tắt lại cái ý trên nha. Giờ làm sao để tập trung đây? 1. Chỉ tập trung vào một việc trong một thời điểm thôi. 2. Là trong lúc làm việc, tạm thời để những thiết bị hoặc những thứ gây mất tập trung qua một bên để tránh bị sao nhãng. 3. Là rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe. 4. Là luyện tập tăng sự tập trung bằng phương pháp Pomodoro. Và cuối cùng là nghỉ ngơi thư giãn đúng cách, không kích thích não bộ vào những quãng nghỉ ngơi giữa giờ học. Rồi, vậy thôi đó. Những cách này cô đã thử và đã thành công. Hy vọng là Nị cũng có thể áp dụng vào việc học và những công việc khác trong cuộc sống nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.